Dàn sau việc hào hứng xem kịch xiếc, Đàm Vĩnh Hưng, MC Thanh Bạch, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc có mặt tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh xem live show kịch xiếc anh em. Tối ngày 30 tháng 11, Quốc Cơ Quốc Nghiệp tổ chức live show kịch xiếc anh em. Đây là live show kịch xiếc đầu tiên ở Việt Nam được đầu tư hoành tráng, diễn ra trong 45 phút với một đêm duy nhất, nhưng anh em Hoàng Tử Xiếc phải bỏ ra tới 2 tỷ đồng. Quốc Cơ Quốc Nghiệp từng biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, giành nhiều giải thưởng xiếc quốc tế. Hồng Phượng dù bầu 7 tháng vẫn tức bật chuẩn bị live show giúp chồng. Cô cho hay suốt thời gian mang thai không bị ốm ngán mệt mỏi, sức làm việc của cô không kém thời son rỗi. Đàm Vĩnh Hưng phong cách với khăn choàng dài đi xem kịch xiếc, anh cho rằng đây là thể loại không mới với thế giới, nhưng còn mới mẻ ở Việt Nam. Anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã khổ luyện suốt 15 năm qua nên không thể bỏ qua đêm diễn này. Mr. Đàm và anh em Hoàng Tử Xiếc có mối quan hệ thân thiết trước khi họ về nước lập gia đình. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc hào hứng đi xem kịch xiếc. MC Thanh Bạch mang hoa đến chúc mừng ông xã Hồng Phượng. MC kỳ cựu cho biết được xem những tác phẩm đầu tư ý nghĩa là niềm vui không gì sánh được. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đi xem kịch xiếc một mình, hiện anh song hành hai con đường ca hát và đóng phim. Linh Nga quý phái khi diện đầm đen kết hợp túi xách hiệu. Chim Công Làng Múa đưa con gái đi xem kịch xiếc. Cô bé Luna 4 tuổi nhưng tỏ ra khá dạng dị trước ống kính máy ảnh. Võ Hà Trâm đi cùng Hồ Trung Dũng. MC Quỳnh Hương đến chúc mừng gia đình người em thân thiết. Hồng Phượng cho biết ngày mới vào nghề, cô được đàn chị hướng dẫn và giúp đỡ tận tình. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!